được thành lập vào tháng 1 năm 2000 với xuất phát điểm ban đầu là một trụ sở duy nhất tại Hà Nội với gần 20 cán bộ công nhân viên và chưa tới 20 đầu xe. Số lượng khách hàng còn ít ỏi. Trong khoảng thời gian khởi đầu đó, rất nhiều khó khăn, thách thức được đặt lên vai tập thể ban lãnh đạo, thành viên sáng lập công ty. Về khách quan, đó là cơ chế chính sách, hành lang pháp lý đối với các doanh nghiệp tư nhân. Về chủ quan, đó chính là khó khăn về nội lực như tiềm lực tài chính còn ít ỏi, cơ sở vật chất còn hạn hẹp, đội ngũ nhân viên quá mỏng với kinh nghiệm làm việc còn nhiều hạn chế. Đứng trước thách thức tình thế như vậy, người sáng lập công ty, ông Từ Gia Lâm đã xây dựng tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp, đưa ra những quyết sách chiến lược để thực hiện tầm nhìn đó. Với định hướng ban đầu là tạo sự khác biệt và mang lại dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng, từ đó xây dựng nên một thương hiệu vận tải có chỗ đứng trên thị trường. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô của công ty, yêu cầu về trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty cũng đòi hỏi được nâng cao. Nắm bắt được điều đó, ban lãnh đạo công ty luôn có những giải pháp phù hợp để đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Công ty Tân Hồng Hà thì được thành lập từ năm 2000, trải qua đến thời điểm bây giờ là 18 năm hình thành và phát triển. Thì phải nói là từ những ngày đầu thì rất khó khăn, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái tập thể rất lớn, rất là vững mạnh, và có thể nói là cũng đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên thì chúng tôi luôn luôn xác định là phía trước, con đường phía trước của mình là càng ngày càng nhiều khó khăn và là càng ngày sẽ có rất là nhiều những cái trở ngại trong công việc kinh doanh. Chính vì vậy cho nên là cá nhân tôi cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thì luôn luôn xác định rằng là mình phải xây dựng được một cái thương hiệu của công ty để làm sao mà mình thu hút được khách hàng, để làm sao mà mình khi khách hàng người ta nghe đến cái thương hiệu của Tân Hồng Hà, cái thương hiệu Lasca của Tân Hồng Hà thì mọi người sẽ có một cái niềm tin vào dịch vụ của chúng tôi đã cung cấp cho thị trường. Từng bộ phận trong công ty trở thành một đòn bẩy quan trọng giúp cho công ty Tân Hồng Hà trở thành một thương hiệu uy tín và có tính cạnh tranh cao trên thị trường vận tải hiện nay.